Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ là ngày 30 tháng 6. Bây giờ là khoảng 8 giờ tối về Cali. Ở Việt các bạn đã bước qua là ngày thứ 6 rồi, là ngày 1 tháng 7, đã bước qua đầu tháng 7. Và hôm nay cũng có một số những thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhất là liên quan tới thông tin như là Deutsche Bank đã nói gì về BTC ngày hôm nay. Chúng ta lại có thêm một công ty nạp đơn để có một cái quỹ đầu tư spot Bitcoin ETF. Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới có phải là FTX mua lại BlockFi hay là không chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới Celsius thì hôm nay đã có cái cuộc phỏng vấn với lại Simon Dixon thì bước kế tiếp của Celsius là gì chúng ta cũng sẽ nói tới trong video ngày hôm nay và một số những cái thông tin ở bậc khác thuộc sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết á, thì ngày mai là thứ sáu tại Hoa Kỳ ngày mai thường bận một số công việc cho nên sẽ không có video chia sẻ với các bạn tôi sẽ cố gắng chia sẻ thêm nhiều thông tin trên những mạng xã hội nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới những thông tin nổi bật đi thì đầu tiên hết chúng ta có thể thấy được là hôm nay là một ngày không tốt cho thị trường tài chính nói chung chúng ta cũng đã thấy được là chỉ số Nasdaq tiếp tục đi xuống và xuống 1,33%. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones cũng giảm và S&P 500 cũng giảm. Pre-market ra sao? Pre-market vẫn là một màu đỏ. Chúng ta thấy được là những chỉ số futures như là Dow futures, S&P futures và Nasdaq Futures đều là màu đỏ hiện tại Và chúng ta cũng có cái thông tin hồi sáng này ra như là nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta chờ đợi thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát PCE Thì chỉ số PC này đó là một trong hai chỉ số mà Fed rất là quan tâm đến khi mà họ đưa ra những quyết định gì Chúng ta cũng nhớ là chỉ số PCI là chỉ số lạm phát chúng ta thường hay nói đến PCE cũng là một con số mà Fed rất là quan tâm Đây là đo lường cái hàng tiêu dùng của người dân của Hoa Kỳ Thì chúng ta có thể thấy được là kết quả đó cũng không bao giờ là quá đặc biệt Nếu chúng ta tính cái chỉ số này mà không bao gồm thực phẩm và năng lượng Thì tăng 4,7% so với một năm trước Thì coi như là cũng sắp xỉ như là mọi người Ước tính là khoảng 4,8% Nhưng mà thấp hơn 0,2% so với dự kiến À, nhưng mà lạm phát chính á, nếu chúng ta không tính thực phẩm và năng lượng á, thì vẫn ở mức cao là tăng 0,6% trong vòng một tháng và vẫn ở gần mức cao nhất kể từ năm 1982. Coi như chúng ta vẫn tiếp tục thấy lạm phát đang ở mức cao. Đương nhiên cái phần mà khiến cho lạm phát cao như vậy đó là đến từ năng lượng và thực phẩm. Thì lý do tại sao mà thực phẩm và năng lượng tăng cơ thể các bạn cũng đã đoán được rồi cái chuỗi cung ứng không được tốt và năng lượng thì đương nhiên liên quan đến việc là giá xăng đang tăng rất là cao nhưng mà nói chung nên thì chỉ số này cũng không gì gọi là quá bất ngờ cho nên cũng không phải là yếu tố lớn ngày hôm nay nhưng mà chứng khoán vẫn tiếp tục là chúng ta thấy một màu đỏ hiện bây giờ và chúng ta có thể thấy được những cái thị trường khác như là dầu đó thì xuống thêm một chút ở mức là 105 đô cho một thùng dầu Vàng thì hôm nay ra sao? Vàng các bạn thấy được là hôm nay ra vẫn tiếp tục xuống thêm một ít nữa. Hôm nay vàng đã, đã mức là 1.805 đô cho một ounce vàng. Đây là hợp đồng mới nhất. Còn về crypto thì sao? Nếu các bạn chỉ nhìn giá bây giờ so với lại giá của ngày hôm qua lúc mình làm video thời điểm này đó thì giá không có sự thay đổi nhiều. Chúng ta có thể thấy được là giá BTC đó thì cũng xoay quanh cái mức là 20.300 đô mà thôi. À, và chúng ta có thể thấy được những cái đồng lớn khác đó thì cũng tương tự không nhiều là quá đặc biệt à, ngoại trừ chúng ta có đồng lớn như là Solana thì tăng 5,3% trong vòng 24 giờ qua đó thì chúng ta thấy được đồng tăng nhiều nhất đó chính là đồng em em4 tăng 27% kế đó là Arweave tăng còn xuống nhiều nhất đó chúng ta thấy được là theo Classic USD xuống 39,2%. Nhưng mà nếu như các bạn theo dõi giá cả hàng giờ đó thì các bạn cũng sẽ thấy được là tối ngày hôm qua sau thì trường đăng cái video đó thì chúng ta lại thấy được là giá cả có cái sự đi xuống cho BTC và cả thị trường crypto nói chung và hôm qua đó giá BTC đã đi xuống tới cái mức là còn 18.600 đô cách đây khoảng chừng là 8 tiếng đồng hồ đó giá vừa mức là dưới 20.000 đô nhưng mà chúng ta cũng thấy được là sau đó giá đẩy ngược trở lên và chúng ta vẫn giữ cái mức tương tự như là ngày hôm qua nói chung thì zoom ra các bạn thấy được là giá BTC đó thì cũng xoay quanh cái mức là 20.000 đô à, cũng một thời gian rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin nổi bật đi thì đầu tiên hết chúng ta cũng đã thấy hôm qua là Michael Saylor cuối cùng cũng đã đưa ra thông báo là mua thêm BTC là 10 triệu Thì hôm nay đây, El Salvador thì mua thêm 80 BTC với cái giá là 19.000 cho một BTC Cuối cùng thì uh, Najib Berkeley cũng đã xuất hiện sau một thời gian dài mà không có tin tức Nhưng mà điều mà thường cảm thấy thú vị hơn đó là Deutsche Bank Hôm nay chúng ta có một số những cái bài viết về ngân hàng Deutsche Bank và phần lớn nó bắt nguồn từ Bloomberg thì Deutsche Bank đã nói gì về BTC thì đầu tiên hết á, Deutsche Bank nói là từ đến cuối năm đó thì Deutsche Bank nghĩ BTC sẽ kết thúc cuối năm nay ở cái mức giá là khoảng 28.000 đô. Thì câu hỏi là tại sao mà Deutsche Bank nghĩ là BTC sẽ kết thúc cái năm nay với mức giá là 28.000 đô? Thì Deutsche Bank nói là BTC hiện bây giờ đó giá của Bitcoin đi rất là cùng xu hướng với lại cái chỉ số chứng khoán Nasdaq 100 và S&P 500 của Hoa Kỳ. Vì lý do đó đó họ nghĩ là đến cuối năm đó thì chỉ số Nasdaq và S&P 500 sẽ có cái sự hồi phục cho nên họ nghĩ là BTC cũng sẽ đi cùng một xu hướng là sẽ có cái sự hồi phục và họ ước tính là khoảng cái mức là 28.000 đô đó chính là cái dự đoán của Deutsche Bank và thêm vào đó đó điều thú vị hơn đó là Deutsche Bank nói là Bitcoin đó đối với họ giống như là kim cương hơn là vàng tại vì chúng ta có thể được giá của BTC đó trong thời điểm này đi cùng một xu hướng với là những loại tài sản như là chứng khoán chứ không giống như vàng vàng thì dậm chân tại chỗ những lúc như thế này nên thì vàng nó có cái sự ổn định hơn tuy là chúng ta thấy được là những cái thời gian mà hưng thịnh đó, thì không thấy vàng tăng nhiều nhưng mà những lúc như thế này đó, thì vàng vẫn giữ được cái mức là 1.800 đô trong một thời gian dài rồi như các bạn cũng đã biết cho nên đối với đôi Bank đó, thì họ suy nghĩ lại trước đây họ nói là bitcoin giống như là vàng điện tử nhưng bây giờ họ suy nghĩ lại họ thấy Bitcoin giống như là kim cương hơn, cũng là một loại tài sản đáng giá nhưng mà nó không giống như là vàng. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay một thông tin kế tiếp nữa đó chúng ta có cái tài liệu là công ty Venex công ty Venex này đã cũng đã từng nạp nhiều cái đơn để có thể có được một quỹ bitcoin ETF nhưng mà vẫn tiếp tục bị từ chối bởi SEC nhưng mà điều này cũng không làm cho Venex lùi bước các bạn đã nhớ là hôm qua đó SEC đã ra thông báo là họ không có chấp nhận cái quỹ ETF đề xuất của công ty Rayscale công ty Rayscale sau đó đã làm đơn để mà chuyện SEC cái mà các bạn cần nên biết đó thì đương nhiên khi mà Rayscale làm đơn kiện thì ai cũng hoang hô nhưng mà chúng ta cũng đã biết mỗi lần mà liên quan đến kiện tụng đó, thì tốn rất nhiều thời gian. Chúng ta cứ nhìn vào cái sự kiện giữa SEC và XRP đi. Thì công ty Ripple và SEC đã ra kiện hơn một năm rồi mà vẫn không có kết quả, có thể là phải kéo dài qua tới năm sau mới có kết quả. Thì đợt này đó chúng ta có thể được là công ty Rayscale kiện SEC, tuy Rayscale là một công ty mà có nhiều tiền và họ có nhiều luật sư nổi tiếng nhưng mà sự kiện này cũng sẽ kéo dài rất là lâu Chúng ta sẽ không biết kết quả đâu Có thể là đến lúc mà chúng ta biết kết quả Cái vụ kiện của Rayscale đó Có thể chúng ta đã có khả năng Thêm một cái quỹ Bitcoin ETF Spot khác Được thông qua rồi Nhưng mà đợt này thì VanEck nạp đơn một lần nữa Để được sự chấp nhận của SEC Để có một cái quỹ Bitcoin ETF Thì lý do đó họ đưa ra là Họ nói được là những cái Điều mà SEC nói đó Tại sao mà không cho cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF của họ thông qua đó thì cũng không hợp lý lắm Tại vì hiện bây giờ đó chúng ta thấy được là những cái hàng hóa như là vàng, như là bạc, như là bạch kim vân vân Đồng cũng như vậy, tất cả những loại hàng hóa này đó thì đều có ETF Và phần lớn những cái hàng hóa này đó là giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai, thị trường futures Và đương nhiên vàng, bạc, bạch kim, đồng, tất cả những thị trường này đó đều bị làm giá hết Cho nên việc mà SEC nói là chỉ riêng có BTC bị làm giá cũng không có hợp lý lắm đó là lập luận của Vanek và họ đã nạp đơn trở lại để được xem xét bởi SEC đương nhiên mỗi lần như vậy chúng ta cần phải chờ vài tháng mới có kết quả chúng ta bây giờ chỉ biết bao nhiêu đó thông tin mà thôi khi mà biết thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn khi mà các bạn lên trang web chính cnbc.com thì các bạn thấy được là ngay trên trang chính chúng ta có một cái thông tin đó chính là sàn FTX đang có ý định mua lại công ty BlockFi với cái giá cực kỳ rẻ luôn Chỉ có 25 triệu mà thôi Thì khi mà các bạn bấm vào bài viết này đó Các bạn sẽ thấy được là cái thông tin mà chúng ta biết được đó Là dựa theo một nguồn, một người nào đó trong cuộc Nói là FTX đang làm đơn để mà có hợp đồng Mua lại công ty BlockFi Và họ sẽ mua lại với cái giá chỉ có 25 triệu Và trước đó các bạn đã nhớ là BlockFi đã mượn cái đường dây tín dụng là 250 triệu đến từ FTX thì không biết là 25 triệu này đó là tính thêm vào cái đường dây tín dụng là 250 triệu tại vì bây giờ đó thì bây giờ FTX vẫn không có đưa ra bất cứ thêm một thông tin nào hết đây chỉ là một cái tài liệu nội bộ được đưa ra bên ngoài mà thôi và chúng ta cũng thấy được đây là con số đó cho dù là cộng thêm 250 triệu thì có nghĩa là 275 triệu với con số rất là thấp so với lại BlockFi đó BlockFi các bạn đã biết là lần cuối cùng mà người ta định giá công ty đó là tới 4,8 tỷ lần Nên con số này đối với nhiều người cũng không hợp lý lắm Tại vì con số này đó là cái mức 99% dưới cái mức định giá là 4,8 tỷ Chứ dù là BlockFi đó gặp vấn đề gì nữa thì đâu thì nào bán công ty với giá chỉ có 1% đâu Và thêm vào đó nữa đó chúng ta sẽ thấy được là BlockFi đã lên tiếng nói đây là thông tin giả không phải là thông tin thật Thì Jack Prince có nghĩa là CEO của BlockFi đó đã lên trên Twitter và nói là có nhiều cái tin đồn nhưng mà có thể là xác nhận 100% là họ không có bán công ty với cái mức giá là 25 triệu. Đây là một câu nói các bạn cần phải xem lại Tại vì các bạn thấy được là họ không có nói là họ không bán công ty Họ chỉ nói là họ có thể chắc chắn 100% là không bán công ty với cái giá là 25 triệu mà thôi Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thông tin liên quan tới FTX mua lại BlockFi đó không hẳn là 100% tin giả đâu Có thể là cái mức giá 25 triệu này đó là mức giá không hợp lý Và có thể là tin đồn mà thôi thật sự đó có thể là FTX mua lại BlockFi với giá cao hơn Tại vì chúng ta thấy được là ngay cả cái thuyết đến từ Jack Prince của BlockFi Cũng không có nói là không bán, chỉ nói là không bán với giá 25 triệu Có nghĩa là khả năng vẫn còn Chúng ta tiếp tục theo dõi và khi mà có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn Đương nhiên BlockFi là một công ty lớn, là một chiến công ty dẫn đầu trong cái phong trào mà các bạn gửi tiền để mà lấy lãi Trước đây thường cũng thường hay sử dụng, cho tới bây giờ thường đã rút hết tiền ra từ BlockFi rồi Ngoài chuyện đó ra thì chúng ta cũng đã thấy là FTX và Alameda nghĩa là cả hai công ty liên quan với nhau mà đứng sau lưng là Sam Bankman-Fried thì gần đây đó họ đã đưa một số tiền bằng cách là đưa đường dây tín dụng à, cho hai công ty Một là BlockFi 250 triệu còn lại là Voyager thường nhớ là khoảng 600 mấy triệu đó, con số rất là lớn Nhưng mà có một công ty mà bây giờ đang gặp vấn đề mà không thấy FTX đụng vào đó chính là Celsius Thế rất nhiều người đó muốn biết là tại sao thì chúng ta có một người trên Twitter đó Đó chính là Corey Clipston thì đây là CEO của Swan Bitcoin cũng là tư vấn cho Riot Blockchain như là công ty mà đào Bitcoin nổi tiếng đó thì người này đưa ra một thông tin không biết là có thật hay là không nhưng mà người này nói là công ty Celsius hiện bây giờ à, nói chung thì họ đã bị mất 2 tỷ đô la trong cái ngân sách của họ có nghĩa là họ có thể là bị thua lỗ không nói rõ đây là tại sao lại mất 2 tỷ cái bạn hãy nhớ là tổng cộng cái số lượng tiền mà Celsius quản lý là khoảng 20 tỷ đô la trong đó là 12 tỷ à, là họ bảo quản còn lại 8 tỷ là họ đã cho người khác mượn

i ain't playing god